đêm luôn, nói chung là nó la tắt cái đèn đi cái là xíu im 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 lên xíu một xíu là la một xíu là la nó khu nhà nó có máy ghi máy cam á cô chú ghi lại hết luôn, họ không la từ 1 giờ sáng cho tới 6 giờ sáng cho chú ơi.
chùm nhau ổng kệ này cô chú ổng nhát nghĩ lắm ổng nhát cũng nhát luôn cô chú ơi ổng nhát khô khẩu nóng luôn á ổng nhát lắm cái nào cũng đỡ rồi hôm nay thì cô chú giữ tiền nào cô chú nhớ ăn nhớ không cô chú đó cô chú nhớ nào ngày nào hạ yếu nhất cái trong cái bài đầm hai cái cò hạ bả ra đứng ai thấy đứng đi được hết thì nó chưa có đứng được hết cô chú này đó này đó này đó ai nãy đứng đi được hết đó không chưa có đứng được cô chú xóm làng cô chú ơi anh đẹp trai nhất đó là cái mặt anh đẹp thấy anh không đẹp trai nhất xóm làng đẹp trai lắm đẹp trai vừa có mặt ống cười lắm nha đó và liếc nhìn tôi liếc nhìn tôi đó là cái lại mừng không được cũng la vui lắm cô chú đẹp trai nữa à. đẹp trai lắm luôn á gì đó là không ngon nha ngon à. À, ăn uống đừng có bệnh ngọn nghe không ngọn nè cô chú ơi đây này cô chú đây này cô chú uống nhất của mẹ Chung này cô chú đó, từ nhỏ luôn á vừa về tới nhà là đã bệnh rồi vừa lúc mà mới đi về là em đã cô chú lúc mà mới đi về là em cũng đã bệnh rồi nha cô chú tại vì cái phân của em nó rất là xấu tại vì đi về nè cô chú ơi cô chú có nhớ không có nhớ bé này không cô chú bé này là trong sáu bé là bé yếu nhất là bởi vì bé vừa về là em đã ỉa chảy á cô chú là trên bú là dưới nước chảy rồi không à đó thì mẹ dùng cho uống thuốc miết uống cái men đường ruộng đồ kho cô chú nhìn cái chị chảm chuông quá đi chơi cả nhà nha thì đó cô chú biết ngày mai là các bé đi về trạm á cô chú ra là buổi chiều cho các bé ăn thêm á tại vì mẹ Dung qua mua tới năm có ức gà luộc 2 ngày cô chú đang đứng đợi mẹ kìa trong chuồng có đồ ăn ở sẵn với cô chú nhỏ luộc thêm thịt gà thì nó còn có 2 ngày đó em đi về trạm rồi ngày mai đi về trạm rồi thì ở với mẹ Dung ăn sướng được bữa nào được rồi về trạm thì nó đúng là thì nó cũng được ăn sướng nhưng mà lâu lâu cô chú cho tiền thì đứa được ăn sướng còn ở đây nói chung thì mấy đứa nó cũng ít cũng cho ăn sướng được mẹ Dung có tiền thì mua đồ cho ăn sướng cô chú đang đứng đợi hết mẹ Dung ngày nay là đứa mì mở là chạy ra nhà cô chú ba đứa ba tù ăn cô chú ăn xong rồi chú ha luôn từ hồi đúng giờ mở mắt tới giờ mở mắt thì bây giờ cái số của tụi nó như vậy thôi mẹ Dung chỉ có cứu tới đó thôi đó cô chú nhảy đó cả chứ ăn đây đứa ba đứa mỗi đứa hai tù ba đứa đó cô chú người đó đâu có hảo mấy cô chú thấy không gặp người ta đó thấy đồ ăn ngon chụp cho lắm luôn á cô chú khi gì ăn gì quỷ đuôi thường không cô chú ăn nhưng mà cái đuôi cái đánh lắc lì ra cô chú anh thanh niên đẹp trai á
dễ thương lắm cô chú. Rồi con lại ăn đi, ăn đi rồi lại mừng mẹ, ăn đi lại ăn đi, ăn đi. À, bữa nay bữa bữa cuối nha cô chú, bữa cuối rồi mai các em về trạm rồi cô chú theo dõi kênh của anh 11 để xem các bé nha cô chú. Cô chú nào thương các bé thì theo dõi các bé lâu lâu, cô chú ra nhớ các bé, cho các bé đồ ăn ngon nha cô chú ơi. Đó, 6 đứa này số tụi em cũng tội nghiệp lắm, mới chưa mở mắt là đã bị giục ngoài đường, thiếu sữa mẹ trầm trọng luôn nha cô chú. Đó, nên mong cô chú các em về trạm anh 11 thì mong cô chú coi kênh anh 11 theo dõi nhớ thương các bé này, lâu lâu cô chú cho tiền mua đồ ăn ngon cho các bé nha cô chú, tội nghiệp các bé nha cô chú ơi. Ăn đi con, lại ăn đi, ăn đi, ăn đi, mai mai đi về nhà mới rồi, mai về nhà mới ở rồi, đi đi. Mới vừa luộc luôn cô chú, còn nóng hổi luôn á, luộc xé cái tay thỏ lói luôn nè, xé ra đĩa vừa nguội là móc ra liền cho tụi nhỏ ăn liền cô chú, nên rất là ngon. Ăn đi với con, và bữa về kiếm miếng thịt gà giống giờ con kiếm mà có con lâu lâu có không có được ăn. Vậy chứ mấy đứa này nó mẹ dùng cái đổi món nha cô chú, thấy nó ăn không được cũng lo. Rồi bữa thì cá lột hết xương ra trộn, nó ngán cái nào thì cho nó ăn cái đó vậy đó cô chú. Rồi tụi nó mới có sức chứ giờ nó thiếu sữa mẹ trầm trọng, xong rồi mình nuôi mà ăn uống à uột nữa là nó mất sức nữa là nó bị bệnh như lắm đó cô chú. Đó, anh Thanh Niên đẹp trai vậy, anh đẹp trai lắm rồi chú ơi. Rồi thôi mình cũng xin khép video clip tại đây, mong cô chú coi nhớ đăng ký kênh ủng hộ cô chú, nhớ coi kênh anh 11 để theo dõi các bé của chú ơi. Bye bye cô chú.